Xin chào tất cả các thành viên của Đàm Tech, và các bạn cũng thấy đó, trên tay tôi hôm nay là hai dòng sản phẩm GeForce GTX 950 đến từ một thương hiệu cũng rất nổi tiếng tại thị trường Việt Nam, đó là MSI. Thì các bạn cũng biết MSI đã rất nổi tiếng trong cái việc OEM những dòng card đồ họa từ những năm 1900 hồi đó rồi. Họ rất nổi tiếng, và những chiếc card MSI OEM thời đó nó vào thị trường miền Bắc và đã làm gây nên một cái luồng gió mới trong cái việc sử dụng những dòng card đồ họa card rời. Thời điểm đó thì hầu hết người dùng Việt Nam vẫn sử dụng những card tích hợp mà thôi. Và thông qua những cái dòng card OEM này, chúng tôi phát hiện rằng là những dòng card MSI luôn có một cái thiết kế board rất là tốt và có cái hiệu năng rất là tốt. Và thời gian gần đây thì MSI tiếp tục phát huy cái thế mạnh về việc sản xuất card đồ họa của mình, để có thể đưa đến cho người dùng rất là nhiều những card đồ họa, và họ có được một cộng đồng game thủ cũng như là những cái tín đồ của mình rất là nhiều. Các bạn hình dung một cái dòng card GeForce GTX 950 mà với cái hộp rất là hổ báo và rất là ấn tượng như vậy thì ai mà không mê cho được cơ chứ. Và chúng ta hãy lần lượt khui hộp hai dòng sản phẩm. Thứ nhất là dòng sản phẩm Armor 2X và dòng sản phẩm Gaming 2G. Đây là phiên bản Epson và phiên bản Gaming của MSI. Thì đầu tiên chúng ta hãy cùng điểm sơ qua một số hình thức bên ngoài của hai dòng sản phẩm này. Dòng sản phẩm Armor 2X là dòng sản phẩm thấp hơn, tuy nhiên nó sẽ dễ tiếp cận với hầu hết đối tượng game thủ hơn. Và đây cũng là phiên bản OC Edition ha. Và những công nghệ rất quen thuộc ở đây: Game Stream, Game Work, G-Sync và X12. Chúng ta sẽ lướt qua nhanh. Trên dòng sản phẩm Gaming 2G, nhìn đầu tiên vào các bạn ấn tượng bởi cái logo con rồng ở đây, thành một cái biểu tượng dành cho những cái thiết bị chơi game nói chung của MSI. Và đây là cũng là một họa tiết con rồng nữa với một cái logo gaming rất là nổi bật ở đây. Và chúng ta sẽ có những thông số như là đây là dòng card có 2GB GDDR5, phiên bản Epson và hỗ trợ băng thông PCIe 3.0. Đây là mặt dưới, mặt hông, mặt trên, số 1 về gaming ha, mặt bên ha, mặt sau. Về dòng sản phẩm gaming 2G thì các bạn hãy thấy chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thông số marketing như sau. Đầu tiên là Gaming App, đó là một cái phần mềm giúp cho các bạn tăng cường được trải nghiệm chơi game của các bạn. Thì càng về sau thì bên cạnh việc phát triển cái phần cứng thì các hãng sản xuất cũng sẽ đưa những cái phần mềm độc quyền của mình vào trong sản phẩm, giúp cho những game thủ vốn là những người làm biến không thích tìm hiểu nhiều về công nghệ, hoặc là đơn giản tại sao tôi phải làm chuyện đó, bởi vì tất cả nhà sản xuất đã làm gì đó cho tôi và tôi là người trả tiền, tôi có quyền được hưởng thụ tất cả những công nghệ này. Thì Gaming App là một trong số phần mềm như vậy. Và với phần mềm này thì các bạn chỉ cần chọn vài lít chuột thì nó sẽ đáp ứng hầu hết những cái kịch bản có thể xảy ra khi bạn chơi game. Công nghệ Twin Frozen thế hệ thứ 5 là một công nghệ làm mát của MSI, và các bạn sẽ được trải nghiệm cái hình thức của dòng sản phẩm này cũng như là cái hệ thống Twin Frozen thế hệ thứ 5 mới khi chúng tôi quy hợp dòng sản phẩm này ha. Đây là dòng sản phẩm hỗ trợ 2 BIOS và nó hợp chuẩn với lại Windows 10, và tất cả những cái linh kiện của nó được hợp chuẩn MSI Military Class 4, nghĩa là cái chuẩn linh kiện quân đội thế hệ thứ 4. Và chúng ta sẽ nói đầu tiên về những cái công nghệ mà MSI đặt tên là Next Gen Gaming Feature. Đầu tiên đó là Torque Fan. Torque Fan là cái fan đã được thiết kế, các bạn thấy đây nó hơi gãy một chút xíu ở đây. Như vậy là, và cái thiết kế nó phía trong là nó bóng, phía ngoài nó đen, có nghĩa không phải vừa bóng mà vừa stretch đâu, không phải vừa đập vừa bóng mà vừa men, mà nó sẽ có mục đích rõ ràng. Cái phần bóng như vậy thì nó sẽ làm giảm ma sát, còn phần đen này thì nó sẽ tăng cái độ ma sát. Thì trong mọi trường hợp nó đều có ý nghĩa. Và ở đây cái cánh quạt ở phần bóng này nó gãy một khúc nữa, như vậy nó sẽ thứ nhất nó chủ động trong việc giảm ma sát và tăng ma sát ở cái luồng gió tạo ra, và nó thay đổi luôn cái hướng của luồng gió. Như vậy gió sẽ được đâm thẳng trực tiếp vào trong nhân của GPU, và nó sẽ đem đến một cái hệ quả là cái GPU được làm mát nhanh hơn. Đó là công nghệ Torque Fan. SU Pi thì các bạn thấy SU Pi này nó cũng là những cái ống đồng làm mát với cái dung dịch làm mát rất là đặc thù bên trong, và các bạn vẫn thường gọi là ống heat pipe đó, thì nó áp trực tiếp vào trong nhân GPU để làm mát hiệu quả hơn, và nó sẽ phân biệt được đâu là một cái ống nóng, ống lạnh, và nó được phân biệt rõ ràng. Đây cái ống màu đỏ này là cái ống đặc biệt trong cái công nghệ SU Pi này của MSI. Và công nghệ Zero Pros thì công nghệ này thì chúng ta đã nhắc đến nhiều lần rồi, nhưng tuy nhiên nó khác biệt một chỗ là những cái quạt này nó sẽ hoạt động độc lập. Thì thực ra một số thương hiệu khác họ cũng có công nghệ này, nhưng mà họ không có nhấn mạnh nhiều về nó. Còn riêng về MSI thì họ nhấn mạnh rằng bên cạnh việc cái quạt này nó sẽ ngưng hoạt động thì nó sẽ hoạt động tùy theo cái vị trí. Ví dụ cái khu vực
cấp nguồn dành cho GPU nó nóng thì cái quạt này nó sẽ chạy, còn khu vực GPU nó nóng thì riêng quạt này sẽ chạy, nghĩa là hai quạt này được điều khiển độc lập hoàn toàn. Gaming app chúng tôi đã hiện ra từ đầu, chúng ta sẽ có những chế độ sau. Iris là chế độ để dùng để làm cho đôi mắt chúng ta được thoải mái hơn. Gaming mode, movie mode, customize là những chế độ để các bạn chỉnh màu sắc cũng như là chỉnh xung nhịp GPU vân vân, cũng như là độ ồn của quạt để đem đến cái trải nghiệm tốt nhất cho game thủ. Và phía dưới đây là những thông số của chiếc card đồ họa này, quá đơn giản, 2GB RGB 5 128 bit và những cổng kết nối vân 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 vân. Như vậy là chúng ta đã sơ bộ nắm sơ qua về những công nghệ của dòng sản phẩm gaming 2G. Chúng ta sẽ quay về với dòng sản phẩm AMOLED 2X. AMOLED 2X thì nó có một cái điểm đặc trưng, thay vì theo một cái tông màu đỏ rất là quen thuộc, tuy nhiên nó cũng khá nhàm chán, thì một số game thủ lại thích cái màu trắng và màu đen. Màu đen là một màu thể hiện một cá tính rất là mạnh mẽ của game thủ nam, và màu trắng là một cái gì đó thể hiện một cái sự nổi bật, và nó kết hợp nhuần nhuyễn với là một màu đen tạo nên một cái phong cách rất là mới mẻ và hiện đại dành cho game thủ thế hệ mới. Và công nghệ Black and White Design này khiến cho cái sản phẩm chúng ta nhìn nó ấn tượng hơn, bắt mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và cũng giống như dòng sản phẩm gaming thì dòng sản phẩm AMOLED 2X này cũng được chọn những cái chuẩn linh kiện quân đội thế hệ thứ tư của MSI. Và cuối cùng công nghệ AMOLED 2X này nó được đặt tên bởi vì nó cũng sẽ có cái hình thức, các bạn thấy là cái headset nó được thiết kế rất là đặc biệt, đúng không ạ? Để cái luồng gió như vậy các bạn thấy là nó không có đi thẳng mà nó sẽ đi chéo để nó làm mát hiệu quả hơn cho cái phần GPU bên dưới. Và cái công nghệ này được đặt tên là AMOLED 2X để nó có những cái hiệu quả làm mát nhất định, thì khi mà so sánh với lại những cái công nghệ rất là đình đám ngày trước của MSI như là Twin Pros. Cá nhân tôi thì tốt nhất các bạn nên theo dõi những bài review của Giới Đạo Tech để xem cái hiệu năng làm mát của công nghệ AMOLED 2X và công nghệ Twin Pros cái nào sẽ tốt hơn. Dĩ nhiên tôi nghĩ là dòng Twin Pros với cái kích thước lớn thì nó sẽ đem đến những cái trải nghiệm tốt nhất. Thì hiện nay trên thị trường thì dòng Twin Pros 2GB gaming của MSI là dòng sản phẩm có kích thước bo lớn nhất, và hy vọng thôi thì cái hệ thống tải nhiệt của họ sẽ rất là tốt, cạnh tranh được với là dòng sản phẩm Strix của Asus ha. Dòng cu sắt rất là hổ báo và rất là trứ danh của Asus, để xem coi ai sẽ là người chiến thắng trong cái cuộc chơi về làm mát cho dòng sản phẩm GTX 950. Và dĩ nhiên đây là dòng sản phẩm hỗ trợ Windows 10, các bạn hãy an tâm nâng cấp Windows 10 mà không sợ bất cứ vấn đề về driver gì cả. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ điểm sơ qua tất cả những công nghệ bên ngoài hộp của hai dòng sản phẩm Gaming 2G và dòng sản phẩm AMOLED 2X. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đọc hộp. Đầu tiên chúng ta sẽ ưu ái dành cho dòng sản phẩm Gaming 2G. Đây là một cái sản phẩm dành cho những người bạn nào chiến thắng trong cái cuộc thi, chia sẻ những cái trải nghiệm về buổi event Nvidia Gamer Days 2015 vừa rồi, đúng không ạ? Các bạn thấy một cái sản phẩm tuyệt vời như vậy nó được vào tay của các bạn, chỉ đơn giản là các bạn có thể đăng một cái một tấm ảnh, một cái câu status gì đó chia sẻ về những cái trải nghiệm và cảm xúc rất là đặc biệt của mình trong cái ngày hội, thì chúng ta sẽ có một cái giải thưởng rất là hấp dẫn. Dĩ nhiên thì trong cái buổi tổ chức sự kiện thì chúng tôi vẫn còn rất là nhiều thiếu sót, chúng tôi xin chân thành tạ lỗi cùng các bạn và mong muốn nhận sự thông cảm. Tuy nhiên đây là một cái phần quà và là một cái phần rất là kích thích để các bạn có thể tiếp tục theo chân chúng tôi trong những cái sự kiện liên quan đến những dòng sản phẩm của Nvidia. Và đây chúng ta lần lượt khám phá dòng sản phẩm này. Bên trong chúng ta sẽ có một cái đầu chuyển xưa từ đất ha, chuyển từ DVI sang analog này. Chúng ta sẽ có một cái driver chứa phần mềm, và driver cũng như phần mềm gaming app. Một cái sách hướng dẫn mà ai cũng biết là cái gì đây, đúng không ạ? Như vậy cái phần phụ kiện đi kèm cũng khá đơn giản. Trong cái hộp thì khá đẹp, và tôi thì cá nhân tôi thích cái cảm giác một cái hộp nó nhám như vậy, và một cái logo màu đen chìm phía dưới rất là cá tính và rất là ấn tượng. Có thể nói dòng sản phẩm gaming GTX 950 của MSI là một trong số ít những dòng sản phẩm card đồ họa có kích thước khổng lồ
không ai nghĩ rằng tôi đang cầm trong tay một dòng sản phẩm 950 cả. Hai cái quạt cực to, một bên được tô điểm bởi một cái tông màu đỏ đen, một bên là được cũng tô điểm bởi tông màu đỏ đen nhưng mà đen nhiều hơn, đỏ ít hơn. Nó khiến cho người dùng có một cái cảm giác rất là ưa nhìn. Tuy nhiên cá nhân tôi thì có nhận xét như vậy, cái màu đỏ này nó hơi bị bầm, thì nó khiến cho cái sự phấn khích và cũng như là cái ấn tượng đầu tiên của game thủ về cái này nó bị giảm một tí. Giá như nó bóng hơn một tí và nó đỏ hơn một tí thì nó sẽ ấn tượng hơn nữa. Phía dưới các bạn thấy thấp thoáng, đó là cái hệ thống HeatPipe tải nhiệt rất là to. Đây là mặt dưới, chúng ta sẽ có hai ống phía dưới ha. Và cái bo này khá là đơn giản, gần như không có bất cứ một cái linh kiện nào, cũng đơn giản thôi. Chủ yếu là MSI muốn đưa một cái giải pháp làm mát, to, khỏe hơn cho dòng phẩm này. Còn bản chất thì cái bo chuẩn của GT950 thì nó không quá lớn, vì vậy cái chuyện ở đây nó thiếu linh kiện cũng là chuyện dễ hiểu. Ở mặt trên thì chúng ta thấy nó chỉ có một ống thôi. Như vậy tổng cộng cái này là nó sẽ có hai ống và nó sẽ luồn lách ở đây để làm mát được cho cái dòng sản phẩm này. Ở phía này chúng ta sẽ có một cái hệ thống làm mát dành cho hệ thống cấp nguồn rất là chất lượng ở đây. Tôi đánh rất là giá rất là cao về cái phần làm mát dành cho cái phần hệ thống cấp nguồn. Với dòng sản phẩm này các bạn có thể hoàn toàn yên tâm để áp xung mà không lo là cái fan nó bị nóng ha. Và ở đây chúng ta vẫn sẽ có một cái cổng cấp nguồn 6 pin. Một lần nữa xin nhớ mình lại là do cái bo quá dài, vậy cái cảm giác của cái dòng sản phẩm này thì nó cũng hơi ọp ẹp. Nếu giá như ở đây nó có thêm một cái thanh sắt để gia cố cho dòng sản phẩm này thì quá tuyệt vời. Ở bằng dưới các bạn thấy là cái bo rất đẹp bởi vì nó rất là to và tất cả những cái tem được rất là chỉnh chu, chỉ có mỗi cái logo Made in China nhìn thấy ghét thôi. Và ở đây chúng ta sẽ có tem bảo hành của nhà phân phối mới của MSI là KTC Khải Thiên ha. Như vậy là các bạn sẽ có thêm một lựa chọn nữa khi lựa chọn mua dòng sản phẩm đến từ MSI. Ở mặt trước chúng ta sẽ có rất nhiều cổng kết nối, một cổng DVI hỗ trợ cả analog lẫn digital, ba cổng display board. Như vậy là nếu so sánh với lại dòng sản phẩm tầm khác thì số lượng display board trên đây nhiều hơn, đúng không ạ? Thông thường thì những dòng sản phẩm khác chỉ có một cổng display board và một cổng HDMI. Ở đây chúng ta sẽ có ba cổng display board và một cổng HDMI. Như vậy nếu những bạn nào đó sử dụng 2D nhiều, không sử dụng 3D nhiều thì có thể gắn rất nhiều những cái quá hấp với lại một cái vẻ hầm hố của dòng sản phẩm gaming rồi, thì chúng ta sẽ quay về với dòng sản phẩm Armor HS. Wow, chiếc hộp thì không quá là fancy, tuy nhiên nhìn cũng rất là ok với cái lớp bút màu trắng ha. Và xin tiết lộ các bạn là cái kẹt cũng rất là to đấy. Phía dưới chúng ta vẫn sẽ có một cái đầu chuyển DVI sang Vega, giữa driver và một cái sách hướng dẫn mà ai cũng biết là ai đó, đúng không? Có một điểm cộng và một điểm trừ dành cho những cái thiết kế vỏ nhựa của các dòng sản phẩm MSI. Điểm cộng thật sự rất đẹp, đúng không ạ? Phối hợp về màu sắc, về kích thước lớn, ấn tượng, hầm hố, về những cái top fans được bẻ gãy và tạo ra những cái điểm nhấn về thiết kế cũng như là hiệu ứng để làm mát. Điểm trừ là cái chất lượng hoàn thiện bên ngoài của những cái lớp vỏ màu có vẻ nó hơi kém lên một tí. Cái vẻ hoàn thiện thì rất là tốt, nhưng cái màu nó khiến cho người ta cảm giác nó hơi giống một cái món đồ chơi hơn là một cái dòng sản phẩm cao cấp. Tuy nhiên nhấn mạnh lại về việc phối màu cũng như là chất lượng hoàn thiện khung để tạo ra những cái phần khung nhựa này thì rất là sắc sảo. Tuy nhiên cái màu sắc thì nó khiến cho người ta cảm giác nó hơi giống một món đồ chơi hơn. Đây là dòng sản phẩm Armor HS, vì vậy nó sẽ không có ống HeatPipe ha. Tuy nhiên cái bo cũng rất là lớn. Điểm cộng rất lớn dành cho những dòng sản phẩm của MSI là bo rất lớn. Và nhiều người thì sẽ đặt câu hỏi rằng một cái bo kẹt lớn thì chưa chắc là một dòng sản phẩm tốt, tuy nhiên một cái bo kẹt quá nhỏ thì chắc chắn không phải là một cái bo kẹt tuyệt vời rồi. Và với một bo kẹt lớn này thì vẫn sẽ khiến cho người dùng thích thú hơn. Hãy đặt mình vào một cái lựa chọn là mua một cái dòng sản phẩm có bo kẹt rất lớn, ấn tượng, hầm hố và một dòng nhỏ hơn, thì bạn sẽ chọn dòng sản phẩm nào, đúng không ạ? Và ở phía trên bên cạnh cái hệ thống quạt
rất là ấn tượng này, thì chúng ta sẽ xem về phần cấp nguồn. Cấp nguồn chúng ta vẫn sẽ có một cổng cấp nguồn 6 pin ở đây, đúng không ạ? Và đây là có một cái miếng nhựa bảo vệ cho cái cầu SLI ở đây. Ở mặt sau chúng ta cũng thấy một cái bò khá tương đồng với lại dòng sản phẩm gaming. Và chúng ta sẽ thấy đây chúng ta cũng sẽ chịu sử dụng RAM DDR5 của Samsung ha. Và một cái bò cũng rất là chỉnh chu ở đây, rất là chỉnh chu. Tất cả những cái khe cắm đều được bảo vệ rất là đàng hoàng. Và như vậy các bạn không sợ nó bị oxy hóa hoặc là dơ bòn. Cổng kết nối tiếp tục là một cái điểm cộng của những dòng sản phẩm MSI. Thứ nhất, bò rất to, quạt rất to, rất ấn tượng và hầm hố. Thứ hai, ở đây chúng ta sẽ có đến 4 cổng kỹ thuật số, bao gồm 3 cổng display board full size, 1 cổng HDMI full size và cuối cùng là 1 cổng DVI hỗ trợ cả analog và digital. Quá tuyệt vời dành cho một cái giải pháp xuất hình của những dòng sản phẩm GTX 950 của MSI. Như vậy, một dòng sản phẩm có bo mạch to, thiết kế chuẩn, hết xin cũng rất là ấn tượng như vậy, chắc chắn sẽ đem đến một cái trải nghiệm tốt cho game thủ. Như vậy các bạn đã có thêm hai lựa chọn mới đến từ nhãn hàng MSI với dòng sản phẩm GeForce GTX 950 trứ danh của Nvidia. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm tốt khi sử dụng và sở hữu được dòng sản phẩm này. Và lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất cả các MSI fanboy cũng như là tất cả các thành viên Dynamic đã chú ý theo dõi video này. Xin chân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau.